Bạn đã quay trở lại với kênh Học Kế Toán Online và chia sẻ kiến thức về kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp. Tại video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng cho kế toán thuế nói chung và kế toán thực hiện việc kê khai và quyết toán, kê khai và thực hiện việc hạch toán thuế giá trị gia tăng hàng kỳ và kế toán thuế giá trị gia tăng cả năm. Tôi là Lưu Mạnh Thắng, là chuyên gia trong lĩnh vực về kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp với 18 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về cái việc làm sao để có thể đưa ra được những cái đầu việc, đưa ra được những cái check-in quan trọng để có thể thực hiện cái công việc, thực hiện được kê khai và hạch toán thuế giá trị gia tăng và quản lý cái công việc thuế giá trị gia tăng này một cách hiệu quả và đơn giản. Thì tại video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 cái nguyên tắc cực kỳ đơn giản để giúp cho bạn làm công tác kế toán thuế giá trị gia tăng một cách hiệu quả và rất là nhanh. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là những cái quy định pháp lý liên quan đến cái việc mà thực hiện cái việc kế toán thuế giá trị gia tăng. Cái checklist công việc đầu tiên hay là cái nguyên tắc đầu tiên ở đây đó là quy định pháp lý có liên quan đến việc thực hiện cái công tác thuế giá trị gia tăng này. Thế thì với bất kỳ một cái loại sắc thuế nào thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta cần phải xem xét ở đây đó chính là những cái quy định pháp lý. Việc này chúng ta không thể bỏ qua được, bởi vì quy định pháp lý là những cái quy định mang tính chất luật, mang tính chất nguyên tắc của nhà nước, của ngành thuế liên quan đến cái việc chúng ta thực hiện cái công tác thuế giá trị gia tăng này nói riêng. Thế thì để mà tìm được các quy định pháp lý này thì bây giờ chúng ta có Google rồi. Đây là một cái công cụ cực kỳ đơn giản và hiệu quả cho chúng ta để đi tìm các văn bản pháp luật có liên quan đến cái công việc chúng ta phải làm. Việc của chúng ta là đưa cái cụm từ này vào trong các ô tìm kiếm của Google, chúng ta search nó ra là sẽ ra. Chúng ta đưa cái cụm từ đây là từ khóa cần tìm kiếm quy định pháp lý về thuế giá trị gia tăng, đưa vào ô tìm kiếm của Google. Các bạn nhớ rằng đưa cái từ khóa này vào ô tìm kiếm của Google thì sẽ ra được kết quả cho chúng ta, và việc của chúng ta là phải đọc về nó chứ không có ai đọc thay cho chúng ta được cả. Chúng ta ngồi chúng ta lại nói rằng là có ai đó giúp tôi đọc cái quy định này ra cho tôi thì không được, bởi vì các bạn là người trực tiếp làm cái công tác thuế giá trị gia tăng này thì việc của các bạn là cần phải nghiên cứu về nó, cần phải đọc về nó. Nếu như các bạn thấy rằng cần nó vướng thì khi đó mình mới nói là tôi thấy rằng cái vấn đề này nó chưa được rõ, thì có ai đó, các anh các chị các thầy có thể giúp tôi hiểu thêm cái phần này thì được. Chứ còn bây giờ chúng ta không đọc bất kỳ một quy định pháp lý nào cả thì có nghĩa là chúng ta không có cái nguyên tắc để chúng ta làm, thì chúng ta sẽ rất là vướng và khi đó chúng ta không biết là chúng ta phải làm như thế nào cả. Đấy là cái điều đầu tiên, cái checklist công việc đầu tiên là chúng ta cần phải đi tìm các quy tắc pháp lý, các quy định pháp lý, và chúng ta đưa cái cụm từ tìm kiếm này vào trong ô tìm kiếm của Google thì nó sẽ ra ngay câu trả lời của chúng ta. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng. Nguyên tắc thứ hai ở đây mà chúng ta cần phải biết đến đó là nguyên tắc về kê khai, hay là cái việc làm thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là kê khai thuế giá trị gia tăng. Thế thì kê khai thuế giá trị gia tăng ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục Thuế hỗ trợ chúng ta, đó là phần mềm HTKK. Đó là một cái ứng dụng chúng ta cài đặt trên máy tính của chúng ta và chúng ta thực hiện việc kê khai trên cái phần mềm đó. Thế thì mỗi một cái loại thuế nó sẽ có một cái biểu, có một cái tờ khai, mẫu tờ khai dành cho cái loại thuế đó. Thì thuế giá trị gia tăng có mẫu tờ khai dành cho thuế giá trị gia tăng, và hàng tháng định kỳ hàng tháng chúng ta mở cái mẫu tờ khai đó ở cái phần mềm HTKK và chúng ta đưa toàn bộ cái thông tin thuế giá trị gia tăng hàng tháng, hàng quý và định kỳ của chúng ta vào cái mẫu tờ khai để chúng ta thực hiện được cái khai thuế, kê khai thuế và kết xuất ra cái file XML. Đó là một cái định dạng do cái phần mềm HTKK người ta tạo ra rồi, nó không có cái gì phức tạp cả.
những cái việc của chúng ta là thực hiện được kê khai. Thế còn chúng ta không kê khai được thì khi đó chúng ta lại search cái cụm từ này là kê khai thuế giá trị gia tăng vào ô tìm kiếm của Google, và câu trả lời luôn luôn có cho các bạn, đó là chúng ta cần phải làm như thế nào thì để ra được cái việc kê khai. Có hết tất cả câu trả lời, cái quan trọng nhất là chúng ta phải đi tìm cái công việc này và chúng ta phải làm nó. Thì đây là cái checklist mà chúng ta phải làm. Khi chúng ta có checklist rồi thì bất kỳ các cái nội dung nào chúng ta làm như thế nào thì đều có câu trả lời hết ở trên Google, thì chúng ta không phải sợ là chúng ta không làm được việc đó, mà chúng ta chỉ cần có checklist để làm được cái việc đó thôi. Đó là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba, sau khi kê khai xong thì chúng ta phải thực hiện việc nộp thuế điện tử. Trước đây thì cái việc nộp thuế này là chúng ta phải ra kho bạc và chúng ta nộp tiền vào tài khoản ngân sách nhà nước. Thế thì bây giờ chúng ta, thay vì chúng ta làm cái việc đó thì bây giờ chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin và chúng ta thực hiện việc nộp thuế điện tử. Việc nộp thuế điện tử này cũng rất là đơn giản, rồi chúng ta vào cái trang nộp thuế .gdt.gov.vn và chúng ta nhập cái mã số thuế của chúng ta vào, và tương ứng với mã mạng số thuế của chúng ta là một cái account của doanh nghiệp của chúng ta, và khi đó nó sẽ ra cái giao diện cho chúng ta nộp thuế điện tử. Nếu chúng ta cũng vẫn băn khoăn rằng là tôi không biết nộp thuế điện tử như thế nào thì cũng hãy đưa vào cái ô tìm kiếm của Google cái cụm từ nộp thuế điện tử, nộp thuế giá trị gia tăng điện tử, thì sẽ ra cho các bạn video, các cái bài viết hướng dẫn các bạn làm sao để có thể nộp thuế điện tử thành công. Các bạn thấy dễ không? Cực kỳ là dễ dàng, không có gì khó khăn và phức tạp lên trong cái việc này cả, mà chúng ta chỉ cần có đầu việc chúng ta phải làm gì thì ngay lập tức sẽ có tất cả các tài liệu cho chúng ta cái câu trả lời là chúng ta phải làm gì với cái việc này. Thế thì cái việc chúng ta phải làm đó là cái quan trọng, còn làm nó như thế nào thì lại là một cái công việc hết sức đơn giản, bởi vì nó đã có tất cả những văn, có tất cả các video hướng dẫn, các bài viết hướng dẫn chúng ta về cái việc này rồi, nên là chúng ta không có gì phải băn khoăn cả. Thế thì sau khi mà nộp thuế điện tử, tương việc nộp thuế điện tử này thì đương nhiên là chúng ta phải cài thêm một cái ứng dụng, là ứng dụng gì, ký chữ ký điện tử và cái phần Java và eTaxViewer, đó là cái phần mềm của cái ứng dụng hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà thực hiện việc kê khai của nộp thuế điện tử thôi. Nó cũng không có gì vướng mắc cả. Nếu chúng ta cũng thấy băn khoăn là tôi không hiểu đây là như thế nào thì lại Google search thế nào là Java, thế nào là eTaxViewer để làm gì, thì câu trả lời luôn luôn có cho các bạn ở trên internet, rất là đơn giản các bạn, để các bạn biết được điều đó. Cái điều thứ tư ở đây, sau khi nộp thuế điện tử xong thì cái việc thứ tư đó là gì, kê khai điều chỉnh bổ sung nếu có. Cái điều thứ ba ở đây đó là kê khai điều chỉnh bổ sung nếu có sai sót xảy ra trong quá trình kê khai thì điều chỉnh bổ sung. Thì chúng ta lại vào cái mẫu điều chỉnh bổ sung trong cái phần mềm HTKK để chúng ta thực hiện điều chỉnh bổ sung. Nếu nó điều chỉnh bổ sung tăng lại nộp thuế tăng lên, còn nếu không thì có nghĩa là cái bước 3 này, à bước 4 này, xin lỗi, là bước 4. Nếu không có gì phát sinh tăng hoặc giảm thì cái việc này là không phát sinh, thì chúng ta không cần phải làm nhiều này nữa. Đấy. Thế thì trên đây là bốn cái nguyên tắc quan trọng nhưng lại cực kỳ là đơn giản, giúp cho chúng ta thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng và thực hiện cái công việc kế toán thuế một cách đơn giản và hiệu quả. Nếu các bạn thấy cái video này hay và có giá trị thì hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.